dễ tiếp cận, lãi suất thấp, thủ tục vay đơn giản, tiến độ giải ngân nhanh, không bắt buộc thế chấp tài sản. Đây là những ưu điểm của quỹ hỗ trợ nông dân. Và nhờ nguồn vốn này, nhiều hội viên nông dân có cơ hội mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần vào thành công của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Anh Trần Hải Hòa ở thôn 2 xã Bình Trung, huyện Châu Đức trồng nấm rơm hơn 3 năm nay. Trên diện tích 1.000 m2, anh đầu tư 20 nhà trồng nấm. Bình quân một năm anh sản xuất 10 vụ, cho sản lượng khoảng 1 đến 1,2 tấn nấm. Với giá bán từ 65 đến 70 ngàn đồng 1 kg, sau khi trừ chi phí, anh Hòa thu nhập gần 200 triệu đồng một năm. Đầu ra của nấm rơm ổn định nên anh Hòa cần vốn để mở rộng quy mô sản xuất, tăng sản lượng. Và nhờ sự hỗ trợ của Hội Nông dân huyện Châu Đức, tháng 3 vừa qua, anh được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân để triển khai. Mình cũng sử dụng cái nguồn vốn ở đây. Thứ nhất là mình mua nguyên liệu này, vật tư của máy móc. Thì hy vọng trong 6 tháng cuối năm nay mình sẽ đẩy cái năng suất của trái nấm lên trên 1 tấn rưỡi một tháng. Là sử dụng cái nguồn vốn mà mình được hỗ trợ đó. Trang trại nuôi lươn không bùn của gia đình anh Nguyễn Duy Tân ở ấp 3 xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc có 180 hồ nuôi. Trung bình 3 tháng, anh Tân xuất bán một lần khoảng 10 tấn lươn thương phẩm. Sau khi trừ chi phí, anh lãi khoảng 500 triệu đồng. Nhận thấy mô hình này có nhiều tiềm năng phát triển, năm 2021, Quỹ Hỗ trợ Nông dân huyện Xuyên Mộc tạo điều kiện cho gia đình anh Tân vay 100 triệu đồng để mở rộng quy mô chăn nuôi và sản xuất lươn giống. Ngay trong vụ lươn giống đầu tiên, anh Tân nhận được đơn đặt hàng mua gần 1 triệu con, giúp anh tăng khoảng 40% nguồn thu so với trước. Thì sau khi mở ra chăn nuôi thì cũng có sự hỗ trợ là về nguồn vốn của là Hội Nông dân của cấp huyện, cấp xã. Thì từ vốn vay đó thì tôi cũng mạnh dạn là phát triển ra là tổng đàn lớn hơn. Và cái hướng sau này là phát triển là về con giống, đồng thời là hướng dẫn cho bà con mình nuôi thương phẩm. Nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh cũng giúp nhiều ngư dân xã Lộc An, huyện Đất Đỏ mua sắm ngư lưới cụ, vươn khơi bám biển làm giàu. Anh Đồng Thanh Tâm là một trong số những ngư dân nhận được nguồn vốn vay này từ cuối năm 2022 với số tiền vay 50 triệu đồng, thời gian vay 24 tháng, lãi suất 0,7% một tháng. Một số tiền 50 triệu nhà nước dài thì trên ghe thì em nó còn thiếu những cái vật gì đó thì em bù bổ sung vô. Chẳng hạn như là mình mua những lưới, ốc gì đó, những cái can nước cái gì đó, mình còn thiếu những cái vật chất trên ghe mình thì mình mua bù bổ thêm. Trên địa bàn tỉnh hiện có 7 huyện thị, thành phố đã thành lập Quỹ Hỗ trợ Nông dân. Hiện tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh và cấp huyện đang quản lý là hơn 129 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh đang cho vay 194 dự án. 2.119 hộ với số tiền hơn 89,5 tỷ đồng. Quỹ Hỗ trợ Nông dân cấp huyện quản lý hơn 36 tỷ đồng và đang cho vay 1.148 hộ với tổng số tiền hơn 34,4 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm nay, Quỹ Hỗ trợ Nông dân các cấp đã thu hồi vốn 22 dự án với số tiền gần 10 tỷ đồng. Để nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Nông dân phát huy hiệu quả đúng đối tượng, Hội Nông dân các cấp tiến hành khảo sát kỹ càng và ưu tiên lựa chọn các hộ có tinh thần cầu tiến, có điều kiện, nhân lực phát triển sản xuất, kinh doanh. Song song đó phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, thường xuyên xuống tận các hộ vay vốn để kiểm tra, theo dõi quá trình sử dụng nguồn vốn của hội viên. Thì đối với cái nguồn vốn của hỗ trợ nông dân không phải ở đây là dành cho chăn nuôi, trồng trọt, không mà chúng tôi hiện nay đang hướng tới là dịch vụ. Thậm chí là dịch vụ nông nghiệp hoặc là nông nghiệp du lịch đó, để theo cái hướng phát triển nó phù hợp với trên địa bàn của tỉnh thì làm sao để nguồn vốn phát huy có hiệu quả. Ngoài ra thì để hỗ trợ cho bà con nông dân là xây dựng các thương hiệu của sản phẩm nông nghiệp đó, tham gia với sản phẩm ô cốp. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục xây dựng các dự án mô hình mới phù hợp tình hình thực tế địa phương, nhất là các mô hình kinh tế tập thể theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến bao tiêu sản phẩm, hướng đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác sản xuất hàng hóa quy mô lớn, sạch và an toàn, từng bước xây dựng thương hiệu cho nông sản. Các cấp hội cũng huy động thêm các nguồn lực nhằm tăng cường nguồn quỹ để giúp nhiều hội viên nông dân vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.